không có làm sạch cát đấy. À, mỗi ngày Đam Mê Cá Vàng nhận được rất rất là nhiều tin nhắn từ các bạn, và mình thấy một điểm chung từ các bạn mới nuôi cá vàng, đó là các bạn rất là thích trang trí cái phần đáy hồ của cá, như là các bạn để cát, đá, các thứ. Ngay cả mình lúc mà mình mới bắt đầu nuôi cá, mình cũng trang trí phần đáy hồ để cát, đá đồ vô rất là dễ sợ. Tuy nhiên á, cái phần dọn dẹp và cát đáy này á, không thể nào phủ nhận được, nó rất là cực và mất nhiều thời gian và công sức. Song song đó là cái việc quan trọng nữa, đó là có rất là nhiều cái chất bẩn tích tụ ở trên cát đá lâu ngày do cặn bã thức ăn mà cá vàng nó không ăn hết, như là phân cá, và nó sẽ tích tụ ở dưới đấy. Và nếu mà bạn cứ để như vậy và không dọn dẹp cái chất dinh dưỡng á, thì cái chất dinh dưỡng trong hồ cá nó sẽ bị biến hóa và cá sẽ bị bệnh. So với các loại cá nhiệt đới khác, cá vàng là loại thải ra rất là nhiều phân. Do đó lúc thay nước á, thì bạn nên sử dụng cái vòi chuyên dụng hoặc là dụng cụ làm sạch sỏi để mà hút hết chất bẩn từ từ cát đáy ra ha.